Ví như hư không khắp mười phương, hoặc sắc chẳng sắc có chẳng có, ba đời chúng sinh thân cõi nước, khắp cùng như vậy không bờ mé, chân thân chư Phật cũng như vậy, tất cả pháp giới đều cùng khắp không thể thấy được không thể lấy vì hóa chúng sinh mà hiện thân ví như hư không không thể lấy khắp khiến chúng sinh tạo các nghiệp chẳng nghĩ nay ta đang làm gì ta làm thế nào vì ai làm thân nghiệp chư phật cũng như vậy khắp khiến quần sinh tu pháp lành như lai chưa từng có phân biệt nay ta vì họ làm đủ thứ, ví như trời mọc diêm phù đề, ánh sáng phá tối không sót thừa, núi cây ao sen đất các vật đủ thứ phẩm loại đều được lợi. Chư Phật xuất hiện cũng như vậy, sinh trưởng trời người các hạnh lành, vĩnh diệt si tối được trí sáng, luôn thọ tôn vinh tất cả vui. Ví như khi mặt trời xuất hiện, trước chiếu núi chúa kế các núi, sau chiếu cao nguyên và đại địa mà chưa từng có sự phân biệt. Quang minh thiện thệ cũng như vậy, trước chiếu Bồ Tát kế duyên giác, sau chiếu thanh văn và chúng sinh mà Phật vốn chẳng có động niệm. Ví như sinh mù chẳng thấy sáng, ánh sáng cũng lợi ích cho họ, khiến biết thời tiết thọ ăn uống, vĩnh lìa các họa thân an ổn. Chúng sinh không tin chẳng thấy Phật, mà Phật cũng vì họ lợi ích, nghe danh và chạm được quang minh, Nhờ đó cho đến được bồ đề Ví như trăng sáng trong hư không Che lớp tinh tú hiện tròn huyết Trong tất cả nước đều hiện bóng Chúng sinh nhìn xem đều trước mặt Như lai trăng sáng cũng như vậy Hay che thửa khác hiện dài ngắn Hiện khắp nước tâm tịnh trời người Tất cả đều rằng ở trước mình ví như phạm vương ở trong cung hiện khắp ba ngàn cõi phạm thiên tất cả trời người đều thấy được thật chẳng phân thân đến nơi kia chư phật phân thân cũng như vậy tất cả mười phương đều cùng khắp thân phật vô số không đếm được cũng chẳng phân thân chẳng phân biệt như có y vương khéo y thuật nếu có người gặp bệnh đều lành y vương dù chết thuốc thoa thân khiến chữa được bệnh như lúc sống tối thắng y vương cũng như vậy đầy đủ phương tiện nhất thiết trí nhờ xưa tu hành hiện thân phật chúng sinh thấy được diệt phiền não ví như trong biển có báu chúa khắp hiện vô lượng các quang minh chúng sinh chạm được đồng màu sắc nếu ai thấy được mắt thanh tịnh tối thắng báu chúa cũng như vậy chạm quang minh ngài đồng màu sắc nếu ai thấy được mở ngũ nhãn phá tối các trần trụ phật địa ví như báu mani như ý tùy theo sở cầu đều đầy đủ chúng sinh ít phước chẳng thấy được chẳng phải báu chúa có phân biệt thiện thệ báu chúa cũng như vậy đều được sở cầu các dục lạc chúng sinh không tin chẳng thấy phật chẳng phải thiện thệ tâm xả bỏ hết tập năm